Dạ vậy hiện tại là khoảng 4:10 thì bây giờ mình sẽ chạy đi mình kiếm đồ ăn, ăn nhẹ ăn cái trước khi mình lên chạy lại đó 5:00 ra lên tàu. Mình sẽ lên tàu 5:05 theo cái lịch trình của cái người hướng dẫn nó nói cho mình biết là vậy đó. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến kênh YouTube Tú Tú đó đây. Và ai đã đăng ký thì cảm ơn các bạn đã đăng ký, và ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký nhé. Rồi đây là cuộc hành trình của mình đây, hãy tiếp tục theo mình nha. Đó các bạn, bây giờ mình đi ăn món gì? Đúng rồi, con đường này quen quen không? Cái này là ngã phải nè, ngã phải xong ngã trái nè. Đúng rồi, bánh canh. À, tại đường bánh canh này thật sự là đúng là mình thích ăn bánh canh. Là đường cũng nó cũng gần ở chỗ mình đi xuống tàu để câu mực á. Rồi cũng cùng hướng, vừa mình món mình nhìn thích mà cũng gần cái chỗ đó, thôi nên tùy tiện mình đi luôn, ăn luôn, rồi mình lại xuống xuống tàu. Ok, giờ này là chắc đông lắm nè. Thường á, giờ này là học sinh nó ra nè. À, cũng chưa đến nỗi nhà học sinh nó ra. Đây nè, sắp tới nè các bạn. Chờ mình phải đi lại nè, có hướng dẫn cái chỗ đậu gửi xe. Rồi mình phải đi bộ ra ngoài biển. Để gần được cái chỗ địa chỉ đó, gửi xe là 50 Lê Văn Huấn gì á. Không biết cái này là có phải không nè. Mình thấy đó là cái bản đường Lê Văn Huấn. Chưa phải nha, đường này là miệng Đăng Giai. Đăng Giai chắc ở đâu trước này, gã phải rồi gã trái đâu trước đây Lê Văn Huấn nha, rồi xong mới đi bộ ra ngoài đó. Có thể đường này là đường Lê Văn Huấn. Theo cái bản đồ mình coi nãy rồi mà mình cũng chưa nhớ 100%. Cũng gần ở đây thôi chứ không xa đâu. Này miếng trực chưa. Nãy anh bấm cái bản đồ á thì nó chỉ đi hướng biển mà mình đi hướng ngoài vô đây cho nên mình sẽ không có đi hướng biển. À đây nè, ở trước mặt này rồi, đúng rồi. À, ở trước bìa trước mình đó là tàu không, những cái tàu đánh cá đó. Lực kìa, đi băng ngang luôn. Ai nghĩ trong thành phố Đà Nẵng lại có một cái chỗ quê đồng vậy đúng không? Cách đây đâu có xa đâu các bạn.
sau lưng mình, sau lưng mình là có quán cà phê nè, mọi chuyện cũng chill lắm nè. Không biết cái nào chỗ này gắn nó nhảy ra một cái là chắc hú hồn luôn. Chỗ cây thông quá trời. Quá trời tàu. Không biết chỗ nào. Cây thông, chắc cây thông này nè. Thôi đừng có dừng lại. Ok, hướng này. Đó, thì ngay chỗ đó đi ra rồi xong mình đi ra thẳng râu hướng này rồi xong mình quẹo trái cái chỗ bên cạnh cái thông bên đây nè. Mấy này cũng có bản đồ hết luôn các bạn, rất là nhiều tà thuyền, nhiều người lại đây check in lắm. Có lần nào đi một người được không? Có à? Mấy lần đầu thì mình cũng mốt mỏ rồi, không có kinh nghiệm. Là mình biết mang của mình rồi đó. Nhưng mà không, tùy bữa nhưng... Nhiều bạn nữ nghe, mới đi lần đầu mà câu được câu lắm. Nhưng mà ý là... Dạ. Đúng rồi. Chục ký luôn hả? Không, nhiều nhất thì được ký. Trời ơi, ký hả? Không phải chuyên nghiệp như thế họ. À. Họ là họ chuyên nghiệp. Ở đây mình mà không xử được là rồi có người xử nữa. Ở à. Đây ông đó là bắt không. Không. Máy nó nổ lên đèn. Đó. Đó. Lên nhạc. Lên đèn là lên nhạc. Cái này ra biển rồi. Lên đèn. Đẹp chưa?
hả? Quá bự ha. Vâng. Cái chung anh, có cái chung. Bự ha. Có hối mà. Qua. Ê ê qua. Em đừng đừng được không đi. Qua đi. Đây 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 đây. Ai tại. Nhà nè. Qua đây nè. Em qua. Vậy gì lỡ mình trúng đâu không đi. Mà ở đây là lên mồi rồi đó ha. Liên tục yên tâm. Đang đang chạy. Đang luôn rồi đó. Bắt có lại được cái này. Ý là đi là được chưa? Không có gì hết. A few moments later. Sống dữ. Xong rồi các bạn ơi, có cái người đi chung thì vẫn bị dân say quá, và tới đây là không có cầu được tới bây giờ luôn. Giờ là 9 giờ rồi, cho nên chị sẽ về sớm. Cũng hết hết mực rồi, không có còn cắn nữa. Câu nãy giờ không được con nào, mình còn không được con nào luôn. Rồi, bây giờ chuẩn bị nhổ neo đi về đây. Đó, cho bộ thấy không? Có một con duy nhất em đó. Chụp cảnh đây vậy, cảnh có một tòi. Chụp cho chồng đây vậy.
từ nha. Không sao. Em ra miền Tây mà. Miền Tây là sông nước thôi chứ không đi biển thôi. Đây. Mấy đứa con gái nó ra nó ngồi nó nhậu đã đêm đúng nè. Đồ đế thôi. Đồ đế thôi. Kéo lên luôn. Rồi xong. Xong cuộc hành trình. Rồi, cảm ơn anh nha. Tuy em không câu được con nào nhưng mà cũng cảm ơn một cuộc trải nghiệm. Hứa lần sau đi sẽ câu được. Hứa lần sau sẽ đi câu được.